Xin chào anh chị, theo câu của một số anh chị về việc là hỏi về cách sử dụng Army Broker thì hôm nay mình làm cái video clip để hướng dẫn các anh chị về sử dụng Army Broker phiên bản 6.30, sử dụng cơ bản và cái cách lọc cổ phiếu. Thì nếu mà các anh chị quan tâm đến cái việc cài đặt về Army Broker cũng như là xử lý cái tạo cái database cho nó thì anh chị có thể tìm một cái clip, các anh chị gõ là search là cài đặt Army Broker 6.30 thì mình có một cái video cũng hướng dẫn cũng khá là kỹ. Trong đó thì mình cũng tặng cho anh chị cái trạc mẫu của Army Broker cũng như là cái trạc mẫu của theo cái phân tích kỹ thuật của Viết đây, thì anh chị có thể tìm kiếm ở đó được. Thì các anh chị cũng biết rằng là Army Broker cái điểm mạnh của nó là lọc cổ phiếu. Thực ra đã rất nhiều anh chị sử dụng cái đồ thị của FAIR này, nó cũng khá là tiện, các anh chị thấy nó khá là tiện và rất là nhanh. Tuy nhiên là các anh chị khi mà để lọc các cổ phiếu để tìm kiếm những cái sự thay đổi về giá, về khối lượng so với một số những cái yêu cầu, một số cái tiêu chí trong cái việc đầu tư của mình ấy, thì nó lại rất là khó, nhìn nhận nó rất là khó. Thì lúc đấy thì Army Broker nó là một lợi thế rất là rõ nét. Và cái việc cài đặt Army Broker ấy, khi các anh chị mua các cái tài khoản của FAIR thì đương nhiên là các anh chị có thể sử dụng xem cái để tích hợp lấy cái dữ liệu của FAIR về Army Broker rất là tiện anh chị nhé. Đây là một cái đồ thị của Army Broker mà sử dụng cái dữ liệu của FAIR này. Đấy, nó rất là tiện. Đấy, thì các anh chị ở đây thì anh chị có thể lọc rất là thoải mái, lọc rất là thoải mái, cũng có thể tạo được các cái watchlist rất thoải mái. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn anh chị một số cách sử dụng cơ bản nhé. Thì đây anh chị nhìn đây. Thông thường thì mình sẽ người ta sẽ cấu hình ở trên này là đồ thị là phần đồ thị phần giá, có thể là candle hoặc là bar nhé. Phía dưới này là khối lượng. Các anh chị có thể vẽ các cái đường trung bình ở đây rất là thoải mái nhé. Vẽ rất là thoải mái. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các chị một số cơ bản. Ví dụ khi mà các chị gặp các tình huống về lỗi dữ liệu thì các chị có thể vào cái database này, các chị config nó lại nhé, thì nó sẽ gần như nó sẽ cập nhật lại các dữ liệu của anh chị nhé. Hoặc là nó có vấn đề gì đấy thì anh chị có thể tạo mới, các chị có thể tạo mới bình thường thôi, create các thứ xong rồi chọn meta kit này, xong sửa cái này lên 10.000 là ok nhé. Các chị sẽ tạo này, create này, chỗ này chọn đúng cái plugin của nó là Meta Kit nhé, xong enable nó lên, xong chọn này là 10.000, xong config là xong, nó cũng rất là dễ, nó không gì khó cả. Một số anh chị mà muốn nhìn cái ngày tháng ở đây này thì anh chị có thể bấm vào parameter này, đấy, cái chị chọn show date lên thì nó sẽ show cho anh chị là theo ngày tháng ở đây này, đấy, nếu zoom lên thì anh chị có thể nhìn thấy ngày, co lại thì anh chị có thể nhìn thấy tháng, đấy, thì các anh chị có thể mấy cái dưới này thì không không sử dụng đâu, nó là những cái thuộc về cái một số cái thiết lập, nhưng mà trong cái hoạt động phân tích thì không không ảnh hưởng gì anh chị nhé. Các chị có thể xem đồ thị theo, nếu mà anh chị mua cái mà sử dụng intraday ấy, thì có thể xem theo phút được, nhưng mà theo những cái chia sẻ và phân tích cũng như là cái cách thức đầu tư của Thoát Thứ Ba chia sẻ với các anh chị á, tức là mình sẽ đầu tư theo cái xu hướng dòng tiền của nhà đầu tư lớn và mình sẽ không đầu tư vội vàng trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Do vậy mình sử dụng cái data này là rất, cái daily này là quá đủ rồi, cái daily là quá đủ rồi. Tất nhiên là nó là real time nhé, nó là real time, tức là tại cái thời điểm mà chúng ta sử dụng á thì các cái về giá giết khối lượng có như thế nào thì nó sẽ cập nhật như thế, nhưng mà chúng ta chỉ xem được cái giá hiện tại thôi. Tức là nó là EOD, end of day anh chị nhé. Thì anh chị có thể xem đồ thị theo week này, theo month này, nó khá là tiện. Đấy, thì một số anh chị hỏi là cái này làm sao chuyển sang màu trắng, thì các anh chị có thể vào đây này, Differency này, các anh chị chọn cái Axis and Grid này. Đấy, các anh chị có thể chọn các cái màu khác nhé, cái theme khác, nó là cái theme khác. Nếu mà để các anh chị dùng á, thì dùng màu đen này là sướng nhất, dùng thanh màu, màu đen thanh mỏng sướng nhất, nhưng mà để cho lên màn hình mới gửi cho người khác hoặc là những cái livestream các thứ thì anh chị nên dùng cái basic này thì nó sẽ dễ nhìn cho mọi người. Một số những cái thiết lập về về cái này, cái đường độ các cái line dọc lên ngang này, cái vertical này. Đấy, thì chị có thể bỏ đi thì nó sẽ mất bớt đi, nó sẽ đỡ rối mắt. Đấy, có thể chỉnh màu. Nhưng mà cái này cũng không cần chỉnh đâu bởi vì mình dùng theo cái mặc định của nó thì là dễ nhất anh chị nhá. Các anh chị có thể chỉnh phông, phông này đang chín thì chỉnh cho nó phông nó to lên. Đấy, 14 này. Đấy, to lên ngay này, các anh chị ơi, to lên ngay. To lên thì nó hơi rối.
Các anh chị mà muốn xuất ảnh ra, ví dụ trong cái nhóm mà chia sẻ về đầu tư, giao lưu đầu tư đó, thì anh chị có thể gửi trà gửi chết cho nhau để hỏi xem tình hình như thế nào. Vào đây này, chọn image này, copy ra bitmap này thì nó sẽ ra luôn này. Đấy, mình có thể paste lên này, thì chị có thể copy ra phát là nó sẽ ra ngay. Đấy, đấy đúng, đồ thị rất là đẹp. À, trong cái này thì cơ bản là nó là giống như là AutoCAD á, các anh chị mà vẽ kỹ thuật thì nó là các cái đường line thôi, các anh chị có thể vẽ theo yêu cầu của mình, như vẽ trên này, vẽ này, chứ các chị có thể vẽ, có thể vẽ viết thoải mái nhé, viết thoải mái xong rồi sửa được nhé, có thể sửa được cái điểm bắt đầu này của nó, của cái tọa độ này, chỉnh màu sắc này, đấy cái thứ này các chị có thể vẽ được, các mũi tên lên xuống nhé, vẽ một số những cái đường đặc biệt hơn này. Đấy, sau đấy chị xóa hết thì vào đây này, chuột phải nhé, chọn delete ô study, bản thân mỗi một cái này chúng ta vẽ đây là một cái study. Đấy, cơ bản là chúng ta dùng thế thôi các anh chị nhé, cái này thì không cần dùng đến. Có một cái cũng rất là quan trọng chia sẻ với các anh chị là như thế này, cái symbol information này, là các anh chị vào đây các anh sẽ nhìn thấy các cái thông số của các cổ phiếu, mặc dù là nó chưa đầy đủ đâu nhé anh chị nhé, mặc dù là nó chưa đầy đủ nhưng mà nó cũng có tương đối đấy. Ví dụ các anh chị nhìn vào đây là các anh chị sẽ biết, ví dụ như mình sẽ vào một cái mã SSI nhé, là các anh chị sẽ biết được là tên cổ phiếu này, chọn ra đây đi, đấy, tên cổ phiếu này, công ty này, các cái thông tin liên quan đến nó này, market thì nó là sàn nào này, nó cái nhóm gì này, industry thì nó không có, nhưng nó có một cái ICB này là cái nhóm ngành ấy, nó là cái sector của kinh doanh anh chị nhá. Thì các anh chị có thể xem, thì mình lát mình sẽ chia sẻ với anh chị cái cách lọc để có tìm các cái industry của nó, à, cái sector của nó anh chị nhé. Đấy, ngoài ra có thể xem một số các chỉ số về PE này, P/E này, P/E Growth Ratio này, P/B này, đấy, xem số lượng cổ phiếu lưu hành này, số lượng cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu này, số lượng cổ phiếu float này, EPS này, có thể xem là một số chỉ số. Nhưng những cái này thì mình nghĩ là nó không đúng lắm đâu, bởi vì nó thuộc vào cái kỳ lấy hoặc là cái cách cách lấy. Mình có thử thì thấy một số cái cũng đúng, một số cái không đúng, một số cái thì nó là trailing, một số cái là trailing, một số cái không đúng lắm. Thì những cái chỉ số về phân tích cơ bản này thì không đúng lắm, nhưng mà mình có thể gọi ra được hết nhé chị nhé, có thể gọi được hết. Đấy, thì ở đây có một cái này, ở đây này các anh chị nhìn đây thì các anh chị có thể quản lý danh mục của mình nhé. Ví dụ các anh chị đặt cái nhóm này là cái nhóm, ví dụ các anh chị cầm giữ chuột này, anh chị kéo sang bên tay phải này thì nó sẽ ví dụ nhóm quan tâm này như thế. Đấy, thì các anh chị gõ vào đây, các anh chị chuột phải vào đây nhé. Các anh chị type in symbol này thì các anh chị gõ này, ví dụ Vinamilk này, HCM này, SI này, ví dụ HAH này, DCM này, thì các anh chị enter phát thì nó sẽ ra. Đấy, các anh chị có thể xem được. Xong các anh chị không thích, các anh chị có thể xóa được. Các anh chị vào đây này, bấm chuột phải vào đây này, không chọn delete what watch list là nó sẽ xóa hết. Hoặc là mình chỉ xóa không cái các cái mã này thì mình remove selected symbol này, bôi như này, đây xóa này, đấy, remove này thì các anh chị sẽ xóa được. Đấy, các cổ phiếu nhóm ngành nào anh chị cho đây này, ví dụ mình có thể đặt index là một số chỉ số này, đấy thì nó cũng sẽ rất là tùy biến, rất là nhanh nhé. Cái này thì nó chưa 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 có lợi thế gì hơn cái pha lúc nãy đúng không? Về mình sẽ chia sẻ anh chị một cái công cụ gọi là cái công cụ lọc cổ phiếu. Thì cái cách lọc cổ phiếu này anh chị làm như này, đầu tiên bấm vào đây này, New Analysis Window này, hoặc nó chính là cái này này, đấy, New Analysis Window. Thì từ cái này nhá, nó sẽ làm nó cho anh chị ba cái tính năng nhá. Thứ nhất là các anh chị có thể explore cổ phiếu, tức là giống như các anh chị explore tiếng Anh nó là khai phá, tức các anh chị tìm ra các cổ phiếu, các cái điều kiện của anh chị. Hoặc là các anh chị scan ra các cái điểm mua điểm bán. Thông thường là người ta cái này nó sẽ lọc ra nhiều này, cái này sẽ lọc ra nhiều mã này và nhiều cái dấu hiệu này, thì cái này nó scan ra một cái yêu cầu mua thôi. Các anh chị chỉ được lọc ra yêu cầu mua. Cái này sau này có thể hiển thị cho kênh rất là nhiều các cái thông số ở phía sau, là cái mình hay làm ở bản tin hàng ngày ấy.
À, cái backtest này sau khi anh chị sử dụng cái scan này thì cái backtest nó là mạnh hơn scan nhé. Theo thứ tự thì mình thấy là nó là X-Pro trong scan và backtest. Đấy. Thì những cái này thì chắc nay mình chỉ hướng dẫn anh chị liên quan cái X-Pro thôi. Scan backtest thì hướng dẫn sau. Hoặc bạn nào mà có nhu cầu học hỏi chuyên sâu hơn đó, thì có thể là gửi Zalo cho mình thì mình sẽ chia sẻ một số cái cách mà làm. Thì lát mình cũng sẽ tặng cho mọi người một cái hai cái quyển sách về sách hép của Ami Broker thì anh chị có thể nghiên cứu nhá. Thì ở đây là phía đây nhá, xong rồi thì mình sẽ phải chọn ra được cái file hoặc là mình tạo một cái file. Đây mình vừa tạo một cái đây này. Đấy. Đấy thì các anh chị chọn ra được rồi, đúng không? Thì chọn cái ngày mà chúng ta phân tích cái này. Ngày nào cũng được. Ví dụ hôm trước là đây, chọn ngày 1 tháng 9 này. Có thể chọn theo from today thì nó là đúng ngày này đến ngày này luôn, nó chính là ngày đấy. Có thể chọn cái ngày gần nhất này hoặc chọn cái thanh gần nhất. Chọn thanh gần nhất thì nhiều khi nó bị sai vì có rất nhiều cổ phiếu nó đóng cửa rồi, nó chết rồi, tức là nó bị hủy niêm yết rồi. Thì anh chị chỉ có cái ngày gần nhất của nó, ví dụ cách đây mấy tháng thì có khi nó sẽ bị sai, thì mình có thể chọn one recent day hoặc là from today. Đấy. Chỗ này có thể chọn tất cả các cổ phiếu này hoặc chọn cái cổ phiếu hiện tại này hoặc là filter. Khi mà filter đây thì mình sẽ đi sâu hơn đến watchlist này. Anh chị có thể lọc theo sàn, ví dụ sàn HSX hoặc HNX, chỉ tìm ở đâu đó thôi. Hoặc group này như đây thì không, mình không có nhé. Anh chị có thể lọc ở trên Market thôi. Hoặc là lọc ở ICB này thì có này, lọc được này. Thì là các cổ phiếu nhóm đấy. Hoặc watchlist khi cái lúc nãy mình tạo ra lúc nãy. Đấy thì mình sẽ lọc ở đấy. Thì đây cứ lọc tất đi. Thì anh chị ví dụ như này nhé. Cái đoạn code này thì mình bấm vào đây mình xem. Ở đây thì lọc nó cũng đơn giản thôi. Mình mới có là chọn cái cổ phiếu mà có khối lượng là trung bình của 30 phiên nhé. Đây là MA là trung bình này. 30 phiên thì lớn hơn 20.000 cổ phiếu này. Đấy. Xong rồi mình lọc cái điều kiện này. Còn cái ad column này là cái hiển thị thôi. Nhá, hiển thị ở đây này. Đấy thì cái chị cứ thử đi, bấm vào đây này. Sau khi xếp lại nhá. Bấm lọc này, color này. Đấy. Ra rất là nhiều thứ. Có mấy cái mã nước ngoài nó nghiêng này. Đấy, cứ tới nhá, xong chị thông thường kéo nó xuống đi cho nó sẽ dễ dùng. Floating này. Kéo xuống này, anh chị kéo xuống đây này. Kéo nó ra đây này. Kéo ra đây này. Đấy. Thì chị sẽ nhìn nhá, thì cũng nó bấm vào đây này. Chỗ gần cái chỗ sửa xe cái claim list này này. Các chị chọn xin trả nó select và auto size thì nó sẽ tự động nó co cái size này cho về bình thường. Cái này thì không có gì, cái này không có biến, cái này nó hỏi là có biến số thì khai vào biến số thôi, nếu có thì anh chị bấm lên nó sẽ nhảy luôn này. Thì anh chị có thể lọc rất nhiều thứ nhé, cái này tùy thôi, thế nào cũng được, thích lọc cái gì lọc. Đây mình bấm đây, ví dụ mình muốn lọc là những cổ phiếu mà có giá đóng cửa trung bình, giá đóng cửa đúng không, anh chị còn muốn lọc cái gì? Thứ nhất lọc cái gì cũng được, có thể là chọn những cổ phiếu mà có giá đóng cửa này lớn hơn hoặc bằng này MA này 10 phiên này, MACD của 10 phiên này. Đấy các anh chị lọc này ví dụ thế, bấm đây này thì các anh chị sẽ lọc ra được nhé. Đây thì đây là những cổ phiếu lớn hơn MA 10. Đấy. Các anh chị thấy mấy cái NNCC này rất là khó chịu đúng không, thì mình sẽ hướng dẫn các anh chị cách để loại nó đi. Thì các anh chị thấy là các cái mã cổ phiếu ở Việt Nam bao giờ nó sẽ có 3 chữ số đúng không? Nó là 3 ký tự. Thì anh chị chọn một cái điều condition 2 này. Nhá, bằng này. Chọn cái nó có một cái string length là cái chuỗi. Đây này, string length này này. Của cái gì? Của cái name này. Của cái name của cái cổ phiếu á. Các chị cho nó nhỏ hơn hoặc bằng 4, nhỏ hơn bằng 3. Đấy thì các chị chỗ này filter về con 1 này, em con 2. Đấy thì các chị lọc là nó sẽ mất nhé. Đấy mình ẩn ở xuống đây thì các chị lọc phát này hyper lên lại. Chết, xin lỗi. Cái này là gì đây? Đêm này. Đấy. Các anh chị làm ở đấy thì nó mất rồi đấy. Nó mất cái nước ngoài nó nghĩa các thứ rồi đấy. Đúng không? Đấy thì các anh chị lọc ra nha. Thì cái, có rất nhiều cách lọc. Có thể lọc cổ phiếu mà tiếp mình làm một cái điều kiện nữa.
Thông thường thì mình sẽ không quan tâm đến những cổ phiếu mà dưới 15.000 như thế, lớn hơn hoặc bằng 15.000. Đấy, thì chỗ này khi anh chị phát triển thì phải add một cái nữa. Con 3. Đấy. Đấy. Ok. Đấy thì anh chị lọc ra hết các cổ phiếu. Các anh chị có thể lọc cái gì cũng được nhé, khối lượng cũng thế, có thể tìm các cổ phiếu kiệt vốn cũng được. À, nhưng có một cái hiển thị này thì anh chị nhé, anh chị lưu ý là cái lúc nãy mình nói này, cái window này, symbol này, thì nó liên quan đến cái ICB này này, thì có một số cái ICB bị sai đấy, thì mình có tặng anh chị ở trong cái này này, cái này, này. Cái ICB vậy, cái này, cái quái này. ICB và ICB map này. Anh chị copy hai cái này vào đây nhé, anh chị copy hai cái này vào ổ C này, đấy, xong ném vào đây, nhá, ném vào đây này, ném vào trong cái thư mục Ami Broker trong ổ C ấy. Nhá, xong anh chị ref, anh chị xong anh chị vào vào cái đây này, anh chị lại update lại cái này này, config lại, nhá, thì là nó sẽ có những cái đấy. Thì bây giờ anh chị nào muốn hiển thị, mình anh chị thấy là mình hay hiển thị theo một số cái thông tin, ví dụ như là liên quan đến tên tên cổ phiếu này đúng không, tên cổ phiếu này thì anh chị ấn vào đây thôi, ấn vào nha, cái này cái trên này nó ấn bản chất, ví dụ close này là giá đóng cửa này, cái này là cái tag của cái tên đấy này, cái này là giá đóng cửa này, cái này là cao nhất thấp nhất, cái này khối lượng thôi nhá. Thì có cái đây là sau số thập phân này là có bao nhiêu số không đấy, nhưng mà cái này á thì nó là chữ thì các anh chị phải ấn là ấn column nhé, đấy column này thì nó có một cái hàm full name đấy các chị, đây đây đúng không, phải này thì phải tên, ok đấy, có thể thêm cái gì các chị dùng gì, các chị copy này xuống, chị muốn tìm cái ngành của nó đúng không, thì nó là IC, đây là ICBID này, nó là một, nếu chọn nó là không thì nó sẽ hiện cái số 9797 cái lúc nãy này, nếu anh chị hẹn nó là không á thì nó sẽ hiện cái số 8534 này này, thì một này, chỗ này là ngành, ok đấy, thì các anh chị có thể ra được một số cái đấy này, có thể xem sàn nào thì có cái hàm nó là hàm market nhé, market ID này. Đấy thì là sàn. Sau đấy thì các anh chị lọc thôi. Nó cứ lọc cái gì được, các anh chị lọc thích cái gì được, bao nhiêu điều kiện đây nó cũng lọc được hết. Còn anh chọn những cái mã, ví dụ có một cái như này này, thường chọn mã khỏe đúng không, bằng này, C này, lớn hơn hoặc bằng này. Thông thường những mã khỏe thì sẽ lớn hơn hoặc bằng 85% của đỉnh giá nhân với HHV là hàm cao nhất nhá của C, của một năm là bao nhiêu phiên, một năm anh chị là có 52 tuần, trong đó chúng ta nghỉ Tết cái thứ khoảng 50 tuần, mỗi tuần 5 ngày khoảng 250 ngày như thế đấy, thì anh chị lọc ra, các chị xếp vào lọc ra đấy, thì như này là mình sẽ dọc lọc ra những cổ phiếu trên MA10, như này là những cổ phiếu trên MA10 nhé, đấy các chị nhìn sẽ nhìn những cổ phiếu trên MA10 vào sàn này, các chị có thể xuất cho sàn này đấy, nhìn thấy ra đấy, ví dụ như là DXP là ở sàn HNX này, ngành dịch vụ vận tải này, công ty đoàn xe này đấy, đấy ví dụ như là các chị có thể nhìn đây, nó cũng sẽ ra rất nhiều đấy. Thông thường là các chị quan tâm thì sẽ lọc theo ngành trước nhé, như thế giới di động này, HNX này đấy, thì rất là quan trọng. Một số anh chị hỏi là ví dụ tìm các cổ phiếu bùng nổ đúng không, cổ phiếu bùng nổ mà các chị hỏi miếng thì đây mình sẽ hướng dẫn luôn, đăng cái này liệt kê ra định để hướng dẫn cho anh chị đỡ quên này, thiết lập thông số này, xem thông tin cổ phiếu này, hướng dẫn lọc okay. Đấy các chị lọc cổ phiếu đúng không, đây các chị lọc, thông thường là lọc thì sẽ có một cái con năm ở đây, con năm bằng, đương nhiên là những cái phiên mà bùng nổ thì các chị thấy điều gì, C này này nó phải lớn hơn rồi bằng cái phiên hôm trước ấy, F của C phải phiên lần trước ấy, nó mới nhân với ít nhất nó phải tăng khoảng 3% đúng không, 1.03 ok đúng không, tăng 1.03% đúng không, tiếp này con 6 này,
bằng volume. Cái này nó rất là dễ đấy. Lớn hơn bằng 150%, đúng không? 1.5 nhân với gì? Các anh chị có thể lấy bình quân của ông O'Neil, lấy là bình quân của 50 phiên nhé. MA này, volume này nhé. Chứ xin lỗi, cái này không có cái này đâu. Cái này anh chị có thể viết tắt là V được. Của 50 phiên nhé. Chấm phẩy, kết thúc của lệnh ra dạng chấm phẩy nhé. N con 4 này, N con 5 này. Đấy. Này dễ luôn. Đấy thì các chị lọc như này. Xin lỗi. Lỗi ở đây này, lỗi ở cái biến con 5 này. Dòng 8 cột 54 này. Đấy thì các anh chị thấy là ref C. Con đây là con đờ này, thiếu chữ đờ này. Đấy, trên này là con đờ này. Đấy thì nhìn nhìn thì chị sẽ biết. Đấy. Thế này chị lọc ra cổ phiếu bùng nổ thôi nhá. Thì ví dụ như cổ phiếu bùng nổ ngày 1 tháng 9 thì các anh chị ra đây nhá. Đấy. Như các anh chị thấy đúng không? Đây có phải là cổ phiếu bùng nổ không? Khối lượng gia tăng. Khối lượng gia tăng đúng không? Đấy. Cho mình xem lại chút. Con 6 nữa. 6 nữa. Đây có 6 điều kiện mà. Đấy. Thì đây là những cổ phiếu bùng nổ này, các anh chị có thể nhìn thấy ngay. Đấy. Đấy, đều từ khối lượng tăng ra mạnh này. Đấy thì các anh chị quan tâm. Cái này rất là dễ thôi nhá. Thông thường thì anh mình các anh chị mà lười á thì mình ngày xưa mình có làm cái bản tin buổi trưa để mình chia sẻ cái này, nhưng mà thực ra cái này nó rất là dễ, chả gì khó cả. Cái này thì giúp được cho anh em thì mình cũng làm một clip để chia sẻ thôi cho mọi người biết, mọi người làm. Đấy, vận tài biển này. Đấy. Trong mùa 19 này. Có thể xem ngày hôm, ngày nào cũng được. Ngày 31 được. Anh chị ngày 31 thì cổ phiếu nào ấy thì biết. Có Explorer này. Đấy, như này. Rất là dễ thôi. Đây là không phải là ngày gần nhất đâu nhé, nó là trước một ngày này, anh chị thấy này. Đấy. Đấy thì lọc ra thôi. Đấy. À, anh chị nào mà muốn thôi, cái này nó sẽ khó đấy, nó sẽ khó hơn. Mình hướng dẫn anh chị cái này trước. Đây thì cái đoạn code này thì các anh chị có thể gõ nó vào thôi nhé, nó rất là dễ, không gì khó. Các anh chị có cái quan tâm, có câu hỏi nào hoặc có nhu cầu mà cốt cái gì á thì các anh chị có thể đưa ý tưởng nhé. Các anh chị đưa ý tưởng mình sẽ cốt giúp anh chị cái này, các cái bài về cốt Army Broker. Cái Army Broker nó hay cho chúng ta dùng á là bởi vì thứ nhất nó có tính năng là giúp chúng ta lọc cổ phiếu, cái nhất. Cái thứ hai nó có thể scan các điểm mua, và thứ ba nó sẽ backtest một cái hệ thống. Khi chúng ta nghĩ ra một cái hệ thống gì đấy thì chúng ta phải backtest để kiểm chứng. Cái backtest này nó rất là khác so với những cái một số cái mà các anh chị thấy người ta vẽ những cái chỉ báo này mà gọi là chỉ báo giả. Tức là ví dụ hôm nay nhá, đáng nhẽ là thị trường là sập rồi, nhưng thực ra nó chưa báo sập, nó chưa vẽ cái gì cả, xong 3-4 hôm sau nó mới sập hẳn đấy này. Thì lúc bây giờ đáng nhẽ là về mặt đúng thì nó phải vẽ ở cái ngày đấy, đúng không các anh chị? Nhưng nó lại vẽ lại trong quá khứ, tức là nó gọi là repainting, tức là nó vẽ lại quá khứ. Thì những cái đấy là cái các cái chỉ báo nó lừa đảo nhá. Nhìn thì rất hay, rất đúng, các chị nhìn lịch sử đúng 100%, nhưng không phải nó vẽ ở cái ngày mà có cái hiện tượng này đâu. Nó phải sau một tuần nó rơi thật nó mới vẽ, nó thì nó vẽ bách lại, nó vẽ vẽ về quá khứ, nó gọi repainting đó. Thì ở đây những cái này là những cái công cụ mà mình nghĩ ra cái gì thì mình vẽ cái đấy nhá. Thì anh chị có thể xem có một cái clip mà mình nói là gì nhỉ, backtest Army Broker để chiến thắng thị trường á. Đấy thì mình cũng có dùng cái MA20 đâu, backtest cho mọi người xem. Đấy, ok, thì cảm ơn cả nhà. Cả nhà có câu hỏi nào thì đặt câu hỏi mình sẽ trả lời nhé. Ok, cảm ơn cả nhà.